Sinh viên muốn kiếm tiền online thì bắt đầu từ đâu? Anh ơi, em là sinh viên muốn kiếm tiền online thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc học em ạ. Không gì bằng việc học. Phải học được một cái nghề gì đấy, em phải học được một cái kỹ năng gì đấy, học một cái nghề gì đó. Ví dụ em thích vẽ vời, em học đồ họa, em nghiên cứu về đồ họa. Em thích hát, em nghiên cứu về làm nhạc, làm beat. Em thích quay video, em nghiên cứu về quay video. Em thích edit, em có nghiên cứu học về edit. Em thích viết, em học về viết. Em thích làm gì, em thích hát, em học về hát. Em thích nhảy, em học về nhảy. Em phải có một cái kỹ năng gì đó, lúc đó em mới kiếm một tiền. Đừng nghe trên mạng là mấy cái trò linh ta linh tinh chỉ phí hoài tuổi trẻ em ạ. Đừng, lời khuyên của anh là đừng. Ngày xưa anh mất mất bao nhiêu năm trời làm mấy cái trò tào lao với đao, đến bây giờ chả có một cái kỹ năng gì, chả có một cái nghề gì. Nếu bây giờ nó thật, nếu mình bây giờ mà mình biết hát, chắc chắn là mình sẽ, cuộc sống của mình nó sẽ ok hơn bây giờ. Nếu mình biết nhảy, cuộc sống của mình sẽ ok hơn. Nếu mình biết sửa chữa máy tính, cuộc sống của mình sẽ ok hơn. Học thêm một kỹ năng gì đó đi em ạ. Chỉ cần em có một kỹ năng gì đó thôi, trên mạng bây giờ nó sẽ hỗ trợ em kiếm tiền các loại tiền luôn. Miễn là có một kỹ năng gì đó, em phải giỏi một cái gì đấy là em sẽ kiếm được tiền. Bất kỳ một cái việc gì bây giờ, em thậm chí em giỏi uống bia em cũng sẽ kiếm được tiền. Miễn là em phải giỏi một cái điều gì đấy.